Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 4. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy và Quickbook đến với chuỗi video ôn hè toán 4 các em nhé. Ở trong nội dung video này, thầy trò chúng ta sẽ đến với dạng 6, đó là đại lượng và đo đại lượng. Trong bài này, trong cái dạng bài này thì chúng ta sẽ đi rèn luyện đổi các đơn vị đo thôi, như là đơn vị đo về diện tích, đơn vị đo liên quan đến khối lượng, đơn vị đo liên quan đến thời gian các bạn. Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ trống tí A. 4 km² thì bằng bao nhiêu hecto-m² đây? Thì đó là 400 các bạn. 1 km² thì bằng 100 hecto-m² mà, đúng không? Ta điền 400. Ý B. 8 hecto-m² thì bằng bao nhiêu deca-m² thì nó bằng 800. Ý C. 6 km² thì bằng bao nhiêu deca-m² thì nó là bằng, các em lưu ý nhá. 1 km² thì nó bằng 10.000 deca-m² các bạn. Nhớ cho thầy nhé, 1 km² này nó sẽ bằng 10.000 deca-m². Như vậy thì 6 km² sẽ là 60.000 các bạn. 60.000 deca-m². Rồi, ý D. 6 hecto-m² thì bằng bao nhiêu mét vuông? 1 hecto-m² bằng 10.000 mét vuông. Như vậy, 6 hecto-m² nó sẽ bằng 60.000 mét vuông. Ý tiếp theo, 5 km² thì bằng bao nhiêu mét vuông? Các em này, các em để ý nhá. 1 km² thì nó bằng 1.000.000 cơ, 1.000.000 mét vuông. Như vậy 5 km² sẽ là 5.000.000 mét vuông. 6 chữ số 0 em nhé. Rồi, tiếp đến 91 deca-m² thì sẽ bằng bao nhiêu mét vuông? Thì chúng ta nhớ thầy, 1 deca-m² thì nó bằng 100 mét vuông. Như vậy 91 deca-m² chúng ta thêm 2 chữ số 0 nữa, ta sẽ được là 9.100 mét vuông. Xong bài 1. Tiếp đến là bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ trống cũng là đổi đơn vị đo diện tích kìa bạn. Ý A, 24 m² thì bằng bao nhiêu dm². Thì 1 m² là bằng 100 dm². 24 m² chúng ta thêm 2 chữ số 0 nữa, ta sẽ được là 2.400 dm². Ý B, 27 dm² thì bằng bao nhiêu cm². 1 dm² thì bằng 100 cm². Ở đây 27 dm² chúng ta thêm 2 chữ số 0 nữa thì ta sẽ được là 2.700 cm². Ý C, 19 cm² thì bằng bao nhiêu mm². Các em để ý cho thầy, cứ hai đơn vị đo diện tích nó liền nhau ấy, thì nó sẽ gấp nhau 100 lần đúng không? Thì đây nó sẽ cm² nó gấp 100 lần của mm², ta thêm 2 chữ số 0 nữa là cho rất là nhanh thôi, 1900. Các em đã hiểu cách làm chưa? Tiếp tục nhá. Mét vuông với dm² thì nó là hai đơn vị đo diện tích liền nhau đúng không? Mét vuông lớn hơn thì ta thêm 2 chữ số 0 nữa thì ta sẽ được là bao nhiêu nhỉ? À, ta sẽ được là 325 này, sau đó mình thêm 2 chữ số 0 nữa thì mình sẽ được là 32.500 các bạn. Đấy, cách làm rất là nhanh thôi. Tiếp theo các em để ý này, mét vuông với cm² nó không liên tiếp nhau đúng không? 1 mét vuông thì nó bằng bao nhiêu các em? 1 mét vuông bằng 10.000 cm². Như vậy chúng ta sẽ thêm 4 chữ số 0 nữa để đổi ra cm². Ta sẽ được gì đây nào? Ta sẽ được là 320.000. Đó, 4 chữ số 0 các em nhé. Tiếp đến là ở ý G, dm², 1 dm² nó bằng 10.000 mm² cơ. Tức là chúng ta sẽ thêm 4 chữ số 0 nữa, ta sẽ được gì? 30.000 các em ạ, mm². Xong bài 2. Tiếp đến là bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ trống. Đây là chúng ta sẽ để ý với thầy này, đổi đơn vị đo diện tích từ bé ra to thì em phải chia nhé. Từ bé ra to em phải chia. Dm² ra m² thì em sẽ chia 100 cho thầy, bởi vì nó là hai đơn vị đo diện tích liền nhau mà, chia 100 thì mình sẽ được là 15 em ạ. Tương tự như vậy nào, cm² ra dm² nó liên tiếp nhau thì em cũng chia cho 100 thì ta sẽ được là 400 em ạ. Tức là bớt đi 2 chữ số 0 thôi em. Đấy, các em đã hiểu cách làm chưa? Ý C nào, dm² ra hecto-m² thì cũng là hai đơn vị đo diện tích liền nhau, thì từ dm²
đổi ra hết từ mét vuông em chia là 100, tức là bớt đi 2 chữ số 0 nhé. Thì em sẽ được là 20. Em thấy thầy làm nhanh chưa? Chúng ta chỉ việc thêm bớt chữ số 0 thôi mà. Nếu mà chia đúng không thì mình sẽ bớt chữ số 0. Từ hecto mét vuông ra km vuông em chia cho 100 đúng không? Chia 100 thì bớt 2 chia số 0 thì sẽ là 32. Đó. Từ mét vuông đổi ra đề cái mét vuông em cũng chia cho 100 thì em bớt 2 chia số 0 em sẽ được là 137. Nhanh chưa em? Hecto mét vuông ra km vuông chia 100 em sẽ được 15. Xong bài 3. Thầy cho ta đến với bài 4. Điền số tích hợp vào chỗ trống. Ở trong bài này thì nó có các phần số đo diện tích thì nó phức tạp hơn đúng không? Ở đây là ý là 4 mét vuông và 3 dm vuông thì bằng bao nhiêu dm vuông? Thì ta cứ đổi đã. 4 mét vuông thì sẽ bằng là 400 dm vuông đúng không? Kem cộng thêm 3 nữa ta sẽ được là 403 dm vuông. Đấy, cách thầy làm như vậy. Đổi ra dm vuông đúng không? 3 mét vuông thì sẽ là 300 dm vuông cộng thêm 23 nữa, thầy cho mình sẽ được 323 dm vuông. Em hiểu cách làm chưa nào? Bây giờ IC khó hơn nhá, IC khó hơn này, đổi hết ra cm vuông. Từ mét vuông đổi ra cm vuông em nhân với 10.000 lần đúng không? Tức là ta sẽ được là 20.000 cm vuông. Ở đây 3 dm vuông nó sẽ là 300 cm vuông cộng lại với nhau vào ta sẽ được là 20.300 em ạ. Sang mét vuông. Rồi, ý D. Ý D 5 mét vuông đổi ra sang mét vuông em sẽ nhân với 10.000 lần, tức là 50.000 sang mét vuông. Chúng mình cộng thêm gì đây? Cộng thêm 9 sang mét vuông, ta sẽ được là 50.009. Đó, em đã hiểu chưa nào? Tiếp tục đến với E. 8 hecto mét vuông, 80 mét vuông đổi hết ra mét vuông thì 1 hecto mét vuông là 10.000 mét vuông, như vậy ở đây sẽ là 80.000 mét vuông cộng thêm với lại 80 mét vuông nữa thì mình sẽ được 80.080 em ạ. Xong ý E, ý G nào, đổi hết ra sang mét vuông. 1 mét vuông là 10.000 cm vuông, như vậy 72 mét vuông sẽ là 720.000 cm vuông. Chúng mình cộng thêm 34 cm vuông nữa thì sẽ là 720.034. Rồi, thầy cho mình xong bài 4 em ạ. Tiếp đến là bài tự luận 5. Vẫn tiếp tục là đơn vị đo diện tích. À, ở đây cái này khó hơn đúng không? Cái bài 5 khó hơn bài 4 rồi. Thầy sẽ hướng dẫn các em làm nhé. Các em nhìn thầy làm này, cách thầy làm nhanh như sau này. Ý A này, 254 dm vuông. Đổi ra mét vuông và dm vuông. Các em để ý thầy nhé, đó là 100 dm vuông thì mới bằng được 1 mét vuông, các em hiểu chưa? Đó, mới bằng được 1 mét vuông. Như vậy ở đây ta sẽ thấy rằng có 2 chữ số 0. Tức là ở đây chúng ta sẽ bớt ở cái số 254 này 2 chữ số thì ta sẽ được còn lại là gì nhỉ? À, sẽ còn lại số 2, 2 chính là 2 mét vuông. Các em để ý thấy chưa? Đó, 2 mét vuông, còn lại là 54 dm vuông. Các em hiểu cách làm của thầy chưa? Ta sẽ điền vào đây nhé. 2 mét vuông, 54 dm vuông. Tiếp tục nào. Xăng mét vuông ra mét vuông thì chúng ta biết rằng là 10.000 xăng mét vuông mới bằng 1 mét vuông đúng không nào? Em đếm cho thầy mấy chữ số 0 nào? 1, 2, 3, 4. Như vậy cái số 40.059 xăng mét vuông này là thầy sẽ bớt 4 chữ số từ phải sang. 1, 2, 3, 4. Còn lại số mấy? À, còn lại số 4 em ạ. Vậy nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 4 mét vuông và còn lại 59 cm vuông. Đấy, các em đã thấy cách làm đơn giản chưa nào? Tiếp tục nhá. Thầy cho chúng ta đến với lại ý C. Ta biết rằng là 100 dm vuông mới bằng 1 mét vuông đúng không nào?
Có mấy chữ số 0 đây? À, có 2 chữ số 0. Vậy cái số 750 decimet vuông này của thầy, thầy sẽ bớt 2 chữ số nào? Tính từ phải sang 1, 2, còn lại số mấy? Còn lại số 7, tức là 7 mét vuông và 50 decimet vuông. Đấy, cách làm này rất là nhanh đúng không em? Tiếp tục, thầy cho chúng ta đến với lại ý D. Ta biết rằng là 10.000 mét vuông mới bằng 1 hectomet vuông đúng không nào em? 1 hectomet vuông nha. Như vậy thì ở đây cái số 10.800 này, mét vuông này, em đếm cho thầy mấy chữ số 0 ở đây nào? 1, 2, 3, 4. Vậy ta bớt từ phải sang trái 1, 2, 3, 4. Còn lại số mấy em? Còn lại số 1, tức là 1 hectomet vuông. Và phần còn lại là mét vuông 800. Rất là nhanh chóng đúng chưa nào? Tiếp tục ở ý E. Ý E cũng như vậy luôn. Ý E là chúng ta có được là chúng ta biết rằng là nó có 100 cm vuông thì mới bằng 1 decimet vuông đúng không em? Đếm với thầy mấy chữ số 0 nào? 1, 2 đúng không? Như vậy cái số 3020 cm vuông này mình sẽ bớt từ phải sang trái 2 chữ số 1, 2, còn lại số bao nhiêu? Số 30, đó chính là 30 decimet vuông. Và phần còn lại số 20 chính là 20 cm vuông. Rất là nhanh. Ý G nào? Ý G ở đây là đổi ra decimet vuông và cm vuông. Ta biết rằng là 100 cm vuông thì sẽ bằng 1 decimet vuông. Em đếm giúp thầy mấy chữ số 0 đây? 1, 2. Như vậy cái số 7009 cm vuông này, em bớt 2 chữ số từ phải sang trái 1, 2, còn lại số 70, tức là 70 decimet vuông và 9 cm vuông. Xong. Thầy cho mình xong bài 5. Tiếp theo thầy cho chúng ta đến với bài tập luận 6 nè. Điền số tích hợp vào chỗ trống đổi đơn vị đo khối lượng thôi. 4 tấn sẽ bằng, à đúng rồi, 4 tấn bằng 400 yến em nhé. Bởi vì 1 tấn là 100 yến mà. Chúng ta điền vào đây là 400. Ý B, 8 tấn bằng bao nhiêu? 1 tấn là 10 tạ, vậy 8 tấn là 80 tạ. Ý C, 1 tấn là 1.000 kg, 15 tấn sẽ là 15.000 kg. Ý D, 1 tạ là 100 kg, như vậy 6 tạ sẽ là 600 kg. Tiếp đến là ý E. 52 yến là bằng bao nhiêu kg? 1 yến là 10 kg, 52 yến sẽ là 520 kg. Xong rồi. Tiếp đến là ý G. 15 tạ bằng bao nhiêu yến? 1 tạ là 10 yến, 15 tạ là 150 yến. Xong luôn bài số 6. Tiếp đến là bài số 7. Điền số tích hợp vào chỗ trống. 3 tấn 5 kg. Thì ta biết rằng là 1 tấn là bằng bao nhiêu nhỉ? À, 1 tấn là 1.000 kg. Như vậy 3 tấn chỗ này sẽ là 3.000 kg. Chúng mình cộng tiếp với lại 5 kg nữa thì ta sẽ được là 3.005 kg. Ý B, đổi hết ra kg, 6 tạ sẽ là 600 kg. 12 yến sẽ là 120 kg nữa, cộng lại thì mình sẽ được 720 kg. Ý C, 32 tạ 8 kg, đổi hết ra kg thì 32 tạ, 1 tạ là 100 kg. Như vậy 32 tạ nó sẽ là 3200 kg. Chúng mình cộng thêm 8 kg nữa thì ta sẽ được là 3208 kg. Ý D, 10 tấn 20 yến đổi hết ra tạ, tấn 1 tấn sẽ là bao nhiêu nhỉ? À, 1 tấn sẽ là 10 tạ. Như vậy 10 tấn sẽ là 100 tạ. 20 yến, ta biết rằng là 10 yến là 1 tạ, 20 yến sẽ là 2 tạ, tức là ta cộng với 2 tạ nữa. Các em hiểu chưa? Cộng 2 tạ thì ta sẽ được là 102 tạ em ạ. Ý E nè, 15 tạ 2 yến đổi ra yến, 1 tạ là 10 yến, 15 tạ là 150 yến, cộng với 2 yến nữa là 152 yến. Ý G nào em, 8 tấn là 8.000 kg, 2 yến tức là 20 kg. 8.000 cộng với 20 sẽ là 8.020. Thầy cho mình xong
bài số 7. Tiếp đến là bài số 8. Điền số tích hợp vào chỗ trống, đổi đơn vị đo thời gian. 1 giờ 60 phút, vậy 3 giờ sẽ là 180 phút. Ta lấy 60 x 3 thôi em. Ý B, 5 thế kỷ là bao nhiêu năm? 1 thế kỷ là 100 năm, 5 thế kỷ là 500 năm. 2 ngày thì sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu giờ? 1 ngày 24 giờ, 2 ngày 48 giờ. Từ giây đổi ra phút em chia 60 em ạ. 240 chia 60 em sẽ được là 4 phút. Từ năm đổi ra thế kỷ em chia ra 100 nhé. 7000 chúng ta chia 100 thì ta sẽ được là 70 thế kỷ em ạ. 1 phần 4 giờ bằng bao nhiêu phút? Ta biết rằng là 1 giờ là 60 phút. Như vậy 1 phần 4 giờ ta lấy 60 chia 4 thôi sẽ bằng 15 phút. Xong luôn bài 8. Bài 9. Điền số thích hợp vào chỗ trống. 2 giờ 15 phút thì bằng bao nhiêu phút đây nhỉ? À, đổi hết ra phút. 2 giờ thì sẽ bằng 120 phút các em ạ. À, cẩn thận em ghi ra nháp ở chỗ này. 2 giờ là 120 phút. Cộng với lại 15 phút nữa thì ta sẽ được là 135 phút. Ý B, 1 ngày 12 giờ bằng bao nhiêu giờ? Ta biết rằng 1 ngày là có 24 giờ đúng không? Như vậy là 24 giờ này. Chúng mình cộng thêm 12 giờ ở đây nữa. 24 cộng 12 là 36 giờ. Xong. Ý C, 2 thế kỷ 3 năm bằng bao nhiêu năm? 2 thế kỷ là 200 năm này. Chúng mình cộng thêm 3 năm ở đây nữa thì ta sẽ được là 203 năm nha em ạ. Ý D, 2 tuần 3 ngày bằng bao nhiêu ngày? 1 tuần có 7 ngày đúng không em? Vậy 2 tuần sẽ có 14 ngày. Chúng mình cộng thêm 3 ngày ở đây nữa thì là 17 ngày. Ý E, 3 phút 15 giây bằng bao nhiêu giây? 1 phút 60 giây, vậy thì 3 phút sẽ là 180 giây. Chúng mình cộng thêm 15 giây ở đây nữa thì sẽ là 195 giây. Ý G, 1 phần 5 giờ bao nhiêu giây? Ta biết rằng, cái này khó nha các em nhé. Lưu ý thời nha. 1 giờ bằng 60 phút. 1 phút lại bằng 60 giây. Như vậy 60 phút sẽ bằng 3.600 giây. Hay nói cách khác là 1 giờ bằng 3.600 giây em ạ. Như vậy 1 phần 5 giờ thì sẽ bằng, ta sẽ lấy gì nhỉ? Ta sẽ lấy 3.600 này thầy chia cho 5 thì sẽ ra 1 phần 5 giờ em nhé. Thì ta sẽ được là bằng 720 em ạ. Vậy ta sẽ điền cho thầy là 720 đơn vị là giây nhé. Đó, ta sẽ điền vào đây. Thầy cho mình xong bài 9 rồi. Tiếp đấy là bài tự luận 10. Điền số thích hợp vào chỗ trống. Ở trong bài này chúng ta làm tổng hợp luôn. Đơn vị đo diện tích, khối lượng và thời gian luôn. 5 km2, 90 hectometer2 thì bằng bao nhiêu hectometer2? Thế thì ở đây ta biết rằng là 1 km2 sẽ bằng 100 hectometer2 đúng không? Như vậy là chỗ này sẽ là 500 hectometer2. Cộng với 90 hectometer2 đây nữa thì chúng mình sẽ được gì nhỉ? Sẽ được là 590 hectometer2. Ý B, 8 tấn 20 yến bằng bao nhiêu tạ đây nhỉ? 8 tấn sẽ là bằng 80 tạ. Được chưa nào? 20 yến 10 yến là 1 tạ em ạ. Như vậy 20 yến sẽ là 22 tạ em ạ. Cộng với 2 tạ nữa thì ta sẽ được là 82 tạ em ạ. Tiếp tục nào. Ý C, 3 tạ 12 yến đổi hết ra kg. 3 tạ là 300 kg em ạ. 12 yến là 120 kg. Cộng lại ta sẽ được là 420 kg. Ý D, 4 tuần 3 ngày bằng bao nhiêu ngày nào? 1 tuần có 7 ngày, vậy 4 tuần sẽ có 28 ngày. Chúng mình cộng thêm 3 ngày nữa thì ta sẽ được gì? Ta sẽ được là 31 ngày. Yeah. Đổi hết ra decimet vuông, các em để ý kỹ phải nhầm nhá. Từ mét vuông đổi ra decimet vuông thì em phải nhân với 100, tức là ta sẽ có 800 decimet vuông em ạ. Từ cm vuông đổi ra decimet vuông em phải chia cho 100. 200 chia 100 tức là cộng với 2 decimet vuông nữa. Ta sẽ được 802 em ạ.
Và ý G nào? 4 km², 500 m², đổi hết ra mét vuông. 1 km² thì bằng 1 triệu m² em ạ. Như vậy thì 4 km² sẽ là 4 triệu m² em ạ. Sau đó mình cộng thêm 500 m² nữa thì chúng mình sẽ được là gì nhỉ? À, sẽ là 4 triệu 500 m². Rồi, như vậy thầy trò chúng ta đã làm xong bài 10, cũng là bài cuối cùng của giảng số 6, đại lượng và đo đại lượng. Thầy hẹn gặp lại các em ở trong các video giảng bài tiếp theo nhé. Thế còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.